Ok, xin chào tất cả các bạn, lại là mình trong trạm ngôn ngữ Academy đây Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cái video tiếp theo là video số 4 về Trong cái quá trình mình chia sẻ kiến thức của mình về pháp chế ảnh nghề dược Tức là cái quá trình cây đơn phân phát và truy xuất nguồn gốc dược phẩm ở Pháp Nó hoạt động như thế nào và trong cái quá trình này mình sẽ ghi những cái thuật ngữ bằng tiếng Pháp và mình sẽ nói bằng tiếng Việt để giải thích cho các bạn hiểu rõ hơn. Vì vậy cho nên mà có những từ mình không biết dịch sang tiếng Việt như thế nào thì mình sẽ để nguyên và giải thích cho các bạn trong cái việc lấy ra ví dụ. Còn nếu như các bạn mong muốn học tiếng Pháp một cách nghiêm túc trên trạng ngôn ngữ với chúng mình thì các bạn hoàn toàn có thể đăng ký làm thành viên bằng cách là gửi mong muốn của các bạn vào hòm thư này. À, mình sẽ trả lời trong vòng 48 giờ và mình sẽ các bạn vào nhóm các bạn đang học tiếng Pháp để phục vụ cho cái việc thi lấy bằng và phục vụ cho mục đích việc làm du học hoặc là nhập tịch của các bạn. À, ok thì bây giờ chúng ta đã qua những cái video đầu tiên về phân loại thuốc. À, những ai có thể kê đơn thuốc và à, những cái thông tin cần thiết tối quan trọng trên cái đơn thuốc đúng không nào? Thì hôm qua mình đang làm cái phần này thì bé con nhà mình đi học về Và thông thường thì khi mà bé con nhà mình đi học về thì nó hơi quậy Vì vậy cho nên mà mình sẽ dành thời gian cho bé con nhà mình Và mình đã tạm dừng cái video đó tại đây Và hôm nay thì chúng ta sang cái phần 3.2 Phần 3.1 mình đã giới thiệu cho các bạn những cái thông tin cần thiết trên đơn thuốc Là bao gồm thứ nhất là về phần bệnh nhân Đúng nào? Tức là người mà có trong đơn thuốc là phải có tên này, đúng không nào uh, tuổi và giới tính hoặc là người ta cũng có thể uh, không ghi tuổi nhưng mà người ta sẽ ghi ngày tháng năm sinh, đúng không nào? Còn nếu như mà là um, uh, người thụ hưởng là người dưới 15 tuổi thì cần phải thêm uh, chiều cao và cân nặng nữa, đúng không nào? hoặc là nếu như là trẻ À, xong song sinh thì phải ghi thêm cái số sinh nữa. Tiếp theo nữa là cái ngày mà viết đơn, tức là cái ngày mà viết đơn thuốc đấy. Và về bên phần người viết đơn thì cũng phải có tên này đúng không nào? À, tên, địa chỉ và calite tức là những cái uh, chức vụ ví dụ như là nha sĩ này, bác sĩ đa khoa này đúng không nào hoặc là bác sĩ về thần kinh học này. ví dụ vậy. À, tiếp theo nữa là cái cái số hành nghề đúng không nào? đi identificación. Và tiếp theo nữa là uh, số điện thoại đúng không nào? À, về phần thuốc uh, là cái cái chúng ta xuống đến cái phần thân bài đấy đúng không nào? Phần thuốc thì nhà chúng ta ghi cái dược chất đúng không nào? Và kèm theo là cái liều lượng, cái đường dùng, cái uh, thời hạn dùng đúng không nào? Và cái số lần mà Uh, bệnh nhân có thể cầm đơn thuốc đấy ra mua đúng không nào. Tiếp theo nữa là nếu như mà thuốc đấy uh, cần phải chuẩn bị đúng không nào chứ không phải một công ty dược không phải là một cái biệt dược gì đấy thì chúng ta cần phải có danh sách những cái uh, nguyên liệu đầu vào đúng không nào và cái hướng dẫn sử dụng nếu như mà cần thiết. Uh, còn đôi khi thì trên cái uh, uh, đơn thuốc còn phải uh, nêu tên cái hiệu thuốc và tên cái dược sĩ để mà bệnh nhân có thể cầm cái đơn thuốc đấy tới nhận thuốc đúng không? Mà mình sẽ nói uh, tiếp theo sau nữa cho các bạn dễ hiểu hơn. Ngoài ra thì uh, trên đơn thuốc người ta còn ghi cũng có thể ghi là cái thuốc này có được sáp là có um, có được là uh, bảo hiểm chi trả hay không đúng không? Hoặc là các bạn cần phải trả tiền cho nó uh, hoặc là um, cũng có thể là ghi là cái cái những cái uh, uh, tên bẹt dược đúng không nào uh, cũng có thể là ghi ngay bên cạnh cái tên hoạt chất uh, thì uh, nói tóm lại là đây là bảy cái, uh, cái phần nội dung sáu uh, bảy cái phần nội dung tối quan trọng trên một cái đơn thuốc mà bắt buộc uh, người kê đơn thuốc nào cũng phải tuân thủ đúng không nào uh, tiếp theo sau uh, mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái phần 3.2, cái phần số 2 là cái phần là cái, những cái kiểu đơn thuốc khác nhau đúng không nào? Ở Pháp thì có bốn kiểu đơn thuốc khác nhau. Và mình không biết ở Việt Nam như thế nào bởi vì là mình không cập nhật lắm. Nếu như các bạn biết ở Việt Nam có những cái kiểu đơn thuốc gì thì các bạn có thể comment phía dưới video hoặc là có thể là inbox nhắn tin qua mình cho mình. Còn hôm nay mình chia sẻ với các bạn của Pháp thì là những cái uh, uh, kiểu đơn thuốc khác nhau Lady Fagone Tip Dr. Nance Thứ nhất là kiểu đơn thuốc bảo mật, kiểu đơn thuốc bảo mật này thì nó dành cho um, những cái thuốc mà thuộc hàng uh, Stupefuel Tức là cái cái thuốc uh, thuộc cái nhóm gây nghiện đấy Nào, thuốc nhóm an thần gây nghiện Là Ordo Non Segui Đấy, thì nó có đặc điểm là uh, Tất cả là cái giấy uh, trắng trên cái giấy bảo mật đấy Nào ran Blanc Và cái tên thuốc này Liều dùng này Thời hạn dùng này Tức là khoảng thời gian điều trị này Đều bằng chữ cá hết Denomination Di medicament Dosage Đúng nào. Uh, Posology Ang tut Lek Na Cái số lô Ni mê Vô Đi Đăng ti Phi ca Và cái Cái uh, cái 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 số lượng à, uh, đúng rồi. đây là phi ly nhá à, e và cái số lượng mà à, uh, bị dược được đăng ký đúng không nào? The specialty press Đấy. ví dụ mình lấy ví dụ là morphine chẳng hạn thì morphine là một cái dược chất nhưng mà cái biệt dược mà người ta sử dụng dưới dạng giải phóng nhanh và giải phóng kéo dài ở pháp giải phóng nhanh sẽ là atro còn giải phóng kéo dài sẽ là skelnon chẳng hạn thì khi mà nói đến skelnon thì chúng thì hầu hết là dược sĩ sẽ biết đấy là morphine nào đấy À, thì nó phải có một cái order non securize, tức là một cái đơn thuốc mà cái kiểu secureze tức là kiểu bảo mật vì nếu như mà cái thuốc đấy à, vì một cái sai sót nào đấy mà bán cho sai người chẳng hạn hoặc là à, bị tuồn ra ngoài thị trường thì nó sẽ gây ra vấn nạn kiểu như là nghiện ngập đúng không nào? nghiện phim mà đúng không à, nghiện thuốc chẳng hạn hoặc là chúng ta không thể được không thể truy xuất nguồn gốc cũng và chúng ta dẫn Uh, rất có thể là sẽ bị kết vào cái tội là buôn bán ma túy chất cấm Đúng không? Đấy thì đấy là một cái điều tối quan trọng đối với uh, những cái dược sĩ nhà thuốc nào uh, Tiếp theo nữa là uh, cái đơn thuốc bizon bi là hai zone là vùng nào uh, tức là donons zone tức là có hai cái vùng khác nhau tức là hai cái phần khác nhau phần trên là dành cho cái thuốc um, Uh, uh, thuốc uh, trị kéo dài tức là trị những cái bệnh mãn tính ví dụ như là uh, bệnh cao huyết, huyết áp thì người ta gọi đấy là cái phần IOD tức là affection long duyềng đúng không nào? Uh, đây là cái phần trên bác sĩ ăn ô đúng không cái phần này uh, cái phần này thì được uh, bảo hiểm chi trả 100% trăm phần trăm đúng không khi ông sạc À, xong bục xong. Tức là miễn phí đấy Đúng không? Còn cái phần bên dưới Là cái phần dành cho Những cái thuốc thông thường Tức là cái thuốc mà trị những cái triệu chứng Hoặc là thuốc mà không phải điều trị Những cái bệnh chính mãn tính Đúng không? Thì người ta sẽ ghi ở bên dưới Và cái phần biên dưới này Các bạn có thể được bảo hiểm chi trả 100% hoặc là cũng có thể không, Đúng không? Và cái cách mà um, Gia hạn và thuốc tức là các bạn cầm cái đơn thuốc đấy đi mua với cái phần bên dưới và phần trên trên nó khác nhau và mình sẽ nói kỹ hơn trong những cái video tiếp theo Đúng nào tiếp theo nữa một cái đơn thuốc khác gọi là cái đơn thuốc mà dành cho những cái thuốc mà có giá trị lớn gọi là đơn thuốc có bốn có bốn cái vô lê có bốn bốn tờ đấy đơn Donons a à cut vô lê thì cái đơn thuốc này là dành cho những cái thuốc mà có giá rất là cao ví dụ như là một viên thuốc mà trị cái bệnh về thần cái bệnh lý về thần kinh chẳng hạn hoặc là bệnh lý về ung thư chẳng hạn thì một cái viên thuốc có trị giá đến cả hàng chục nghìn euro chẳng hạn Đúng không? thì bác sĩ khi mà cái kê đơn cái thuốc này cho bệnh nhân thì phải dùng cái order ácas vô lê tức là vùng bốn trang này để kê đơn và cái tính bảo mật cũng rất là cao và uh, nói chung là cái phần 1 thì sẽ dành cho nhà thuốc phần 2 cái trang thứ hai sẽ dành cho bệnh nhân và những cái trang tiếp theo thì uh, nhà thuốc sẽ có quyền scan hoặc là sẽ có quyền uh, giữ lại Đúng không nào để mà đến sau có cái vấn đề gì có thể truy xuất nguồn gốc được à, thì những cái thuốc này cần phải kê đơn trong cái hóa đơn này đúng không nào? thì là dành cho những cái sản phẩm mà đắt tiền đúng không đây tiếp theo nữa là à, ở trong bệnh viện thì có orthodox Ba, telephone à, Trong bệnh viện thì Những cái phòng ban liên hệ với nhau Bằng tê, bằng điện thoại cho nhanh Đúng không Trong cái trường hợp khẩn cấp Thì bác sĩ cũng có thể dùng điện thoại Để uh, mà gọi điện trực tiếp Để mà kê đơn đúng không? Hay chúng ta còn gọi một cái từ khác là Teleprescription Thì cái này dùng trong bệnh viện là nhiều Gọi là đúng không đấy thì đây là những cái phần về cái đơn thuốc khác nhau và còn nữa là cái đơn thuốc mà kiểu như là đơn thuốc thông thường đúng nào ví dụ như đơn thuốc thông thường là những cái thuốc mà nếu như các bạn đi cảm cúm các bạn bị cúm do vi khuẩn chẳng hạn thì các bạn tới bác sĩ gia đình và bác sĩ sẽ sẽ kê cho bạn cái đơn thuốc kháng sinh đúng không chẳng hạn hoặc là hạ sốt giảm đau để các bạn ra hiệu thuốc các bạn mua cái quy trình ở Pháp là như vậy đúng nào các bạn luôn luôn phải có đơn thuốc Nếu như mà các bạn không phải là một cái uh, thuốc thuộc danh sách là uh, có thể là mua tự do đúng không? thì các bạn cần phải có đơn thuốc đấy là cái quy trình như vậy và thông thường thì bạn có uh, gặp những cái đơn, đơn thuốc thông thường như vậy thì bây giờ thì các bạn cũng đã uh, qua cái lời giới thiệu của mình chia sẻ của mình thì các bạn đều đã biết những cái thông tin trên cái đơn thuốc và lần sau nếu như các bạn đang ở Pháp các bạn có bệnh hệ gì các bạn đi viện hoặc là các bạn đi tới bác sĩ gia đình khi mà các bạn cầm cái đơn thuốc lên thì mình hy vọng là qua cái bài học của mình thì các bạn có thể hiểu được và khi mà các bạn hiểu được rồi thì các bạn sẽ hòa nhập cách tốt hơn và các bạn sẽ thấy một cái cuộc sống nó rất là thú vị và cái hệ thống y tế của Pháp thì rất là chặt chẽ và mình khá là hài lòng với cái hệ thống y tế này Ok, thì cái bài học ngày hôm nay chúng ta kết thúc tại đây và hôm sau thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái Uh, một cái uh, kiểu như là uh, Thôi bây giờ mình giới thiệu luôn đi uh, Sẵn cái uh, những uh, Giới thiệu cho các bạn những cái đơn thuốc khác nhau Thì như thế này Nào. Thì uh, mình sẽ bổ sung Luôn ở đây đi uh, Là với cái uh, uh, non securize này Thì cái uh, 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 Cái này mình bổ sung thêm Là zoology này bổ sung thêm là số đơn vị nặng sử dụng nom khớ unit đấy à, và cũng có thể là à, tên nặng của cái uh, pharmacy uh, là pharmacy tên của cái hiệu thuốc mà bệnh nhân sẽ cầm cái đơn thuốc đấy đi uh, lấy thuốc của mình nào và tiếp theo nữa là cái đi ghê cái thời gian mà điều trị đi ghê the traitement. mình viết ba uh, uh, cái chữ t thì là 28 ngày thường là 28 ngày nào nhiều nhất là 28 ngày có có thuốc thì giới hạn xuống là 7 ngày thôi nếu như mình nhớ không nhầm hoặc là 14 ngày nếu như mình nhớ không nhầm là fentanyl chẳng hạn fentanyl là một cái chất uh, giảm đau gấp 100 lần so với morphine thì là uh, cái cái người ta sẽ đưa cái uh, Uh, đưa một lần cho các bạn trong 7 ngày điều trị và sau 7 ngày đấy các bạn lại cầm đơn thuốc lên đi lấy lại một lần nữa hoặc là có những thuốc thì trong uh, người ta chỉ đưa một lần trong 14 ngày uh, và sau 14 ngày nếu như các bạn dùng thì các bạn có thể lên thuốc tức là hai tuần đấy đúng không nào đấy uh, dua max ok uh, dua uh, với từng thuốc đúng không nào? nếu như mình nhiều không nhầm là fentanyl là như vậy sẽ tăng Medi đấy cho à, tiếp theo nữa là um, với những cái thuốc ví dụ như là những cái thuốc về aimi um, mình không biết cái giải thích cái này như thế nào với cái axi B... cái thuốc này ví dụ như là mình lấy ví dụ như là cái uh, acamille stypheon ví dụ như là những cái thuốc uh, cai nghiện thuốc lá chẳng hạn. Nào, uh, đấy mình không biết giải thích sang tiếng việt là như thế nào. Thì uh, uh, những cái đơn thuốc này cũng có thể là uh, gennovlad được, nè có thể là uh, dùng lại được POSIP um, và uh, nguyên cấm là không không được uh, trồng chéo lên nhau servo, uh, vô nếu như trong trường hợp mà indication volonté đúng nào tiếp theo nữa là những cái thuốc mà thuộc cái dạng thuốc uh, an thần đấy, nè, um, hypnotic, e anxiolytic, À, uh, thuốc cái thuộc cái dạng uh, an thần chống động kinh uh, gây ngủ đấy, đúng không? thì cái thuốc này thuộc uh, chất độc bảng a tức là liston thì cái thời hạn mà cái đơn thì nhiều nhất là một năm thôi nhưng mà đối với hai thuốc là thiazolam và zaleplon thì được chỉ được uh, hai tuần nào thì đấy là cái những cái quy định nghiêm ngặt uh, ở Pháp là như vậy nha yeah. thì đối với uh, hypnotic và anxiolytic uh, thì cái thời hạn duy gê Cây đơn thuốc prescription max the um, ăn mắc là một năm thôi. Nào, soft trừ đối với hai thuốc là thiazolam và zalepon thì chúng ta người cây đơn có quyền là nhiều nhất là hai tuần. Nào, đây ngoài ra thì còn họ có những cái thuốc mà um, cái điều kiện kê đơn nó ngặt nghèo hơn nhiều thì mình sẽ uh, chia sẻ dần dần mình sẽ chia sẻ với các bạn sau và những cái thuốc này thì những cái thuốc mà um, có thể là uh, được giới hạn uh, sử dụng ở trong bệnh viện thôi đúng không nào? Đấy. Uh, đây những cái thuốc này um, đây, cái cái thuốc này là dùng cho những cái thuốc có đắt tiền, medicamon cutter Đây. và cái posoloji, cái, cái cái liều dùng và cái thời gian dùng đấy. Thì được niêm yết trên một cái fish uh, formation một cái bảng thông tin therapeutic uh, một cái bảng thông tin gọi là fish và cái bảng thông tin này uh, mình chúng ta sẽ tra cứu uh, trên cái uh, medispa Uh, những cái video sau mình sẽ giới thiệu các bạn những cái cách tra cứu uh, về cái để truy xuất nguồn gốc xem là những ai thì có thể kê đơn được cái thuốc này và những ai thì có quyền uh, được hưởng Những cái này đúng không nào? thì uh, cái hệ thống y tế pháp rất là chặt chẽ là như vậy tiếp theo nữa là um, ví dụ như là những cái thuốc mà um, có liên quan hoặc là có cái uh, um, thôi những cái thuốc đấy thì mình sẽ nói sau uh, thì cái video này mình chỉ nói như vậy thôi hy vọng là các bạn có thể hiểu được một cách uh, ngắn gọn nhất và bao quát nhất về cái hệ thống y tế của pháp đặc biệt là cái hệ thống kê đơn và cái thống phát hành thuốc kèm theo là truy xuất nguồn gốc thuốc của pháp thì rất là chặt chẽ là như vậy. Nào, ok thì cái video này của mình kết thúc tại đây và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong cái video này, lần sau mình sẽ giới thiệu các bạn cái uh, ai thì được uh, phân phát thuốc và chúng ta phân phát thuốc như thế nào uh, thông thường là ở hiệu thuốc và khi mà đi uh, khi mà trải nghiệm thực tế thì các bạn có thể quan sát và các bạn có thể hiểu rõ hơn và từ đấy thông cảm với những cái người nhân viên y tế ví dụ như bác sĩ dược sĩ như tụi mình đúng không nào. Nhiều khi các bạn xếp hàng thì các bạn có thể là hơi ức chế vì các bạn đợi lâu quá nhưng mà tránh làm sao được. Nếu như mà có một cái sai sót gì với cái nhân viên y tế và nhân viên y tế đấy làm sai và nếu như mà người thanh tra tới thì uh, có khi là người ta mất cả sự nghiệp vì vậy cho nên mà uh, người ta rất là cẩn thận trong cái công việc như thế này và hy vọng là qua cái video của mình thì các bạn kiên nhẫn một chút và các bạn uh, thông cảm một chút đối với những cái người uh, hành nghề sức khỏe như tụi mình. Ok uh, video này kết thúc tại đây. Xin chào hẹn gặp lại các bạn và nếu như các bạn cảm thấy bổ ích thì các bạn có thể chia sẻ với các bạn khác Hoặc là mua cho mình cốc cà phê à, Mình rất cảm ơn à, những cái ý kiến Và những cái sự theo dõi của các bạn Và mình rất vui khi chia sẻ kiến thức của mình Cho các bạn, bye bye